Nam Mô bổn Sư Thích Ca và Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 13 tháng 10 2023 Hôm nay chúng ta học đến bài thứ tư Ví như hoa Ví như ông lấy mật Không tổn hại sắc hương Chỉ lấy mật bay đi tỳ kheo vào thôn trang không là người chán ghét chớ nhìn chỗ phi pháp hãy tự quán niệm thân có chánh niệm cùng không như mảnh ruộng nước bùn gần bên con đường lớn trong ấy qua sen mọc thơm ngát đẹp ý người trong cái bản mình gửi cho các vị mình sửa lại hai chữ này nhé trong nguyên văn chữ hán đó là vật quán tác bất tác chớ nhìn chỗ không nhìn. Nhưng mà mình dịch cái chữ đừng nhìn cái chỗ phi pháp thì nó hay, hay Có những nơi nó không phải là cái chỗ mắt mình ghé vô. Có những nơi nó không phải là chỗ tay mình chú ý. Rồi nhắc lại người tu rồi cái nơi nào nó làm tăng trưởng ác pháp nơi tâm thì mình không có cần phải chú ý nơi nào nó nuôi dưỡng thiện pháp thì mình chú tâm nghe cho nên mình dịch cái từ lại đó là chỗ phi pháp hàm nghĩa rằng nơi này ác pháp sinh khởi nơi này không nuôi dưỡng được tâm tu của ta thế thì mình giải thích nhiều phần ví như ông lấy mật không tổ hại sát hương chỉ lấy mật bay đi thì kheo vào thôn trang không làm người chán ghét Thời xưa Chư Tăng sống bằng cái sinh hoạt khất thực thôi. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn dùng ví dụ này để nhắc các thầy tiền giao rằng là các thầy làm đừng làm thương tổn cái tâm của những người thí chủ cúng dường. Mình xin một cái phần rất nhỏ dư thừa của người để sống mỗi ngày, hành đạo thôi. Chứ không phải tu để làm giàu càng không có chuyện đặt họ trong cái tình trạng là phải cúng dược và phải làm cái gì ghê gớm để cho nó tổn hại đến cổ tiền của họ lòng tôn kính đạo của họ kỳ thực rằng đời sống người tôi chúng ta nếu mà không có sự tự trọng nhất định đó, thì mình làm tổn thương những người chung quanh rất dễ cái điều này nó không riêng gì các thầy tỳ kheo nghe. Chúng ta là cư sĩ cũng vậy. Mình đừng đặt người ta trong cái tình trạng là họ phải quay lưng lại với mình. Và cái mức độ chịu đựng của con người nó có giới hạn của nó. Khi ta có sự tự trọng nhất định thì cái tình bạn sẽ bền bỉ. Và có một sự tự trọng nhất định thì đối với gia đình của các vị người thân của các vị cũng vậy tự nhiên cái niềm kính trọng nó dâng lên tự nhiên cái sự yêu mến nó lâu bền tình bạn mà nó kết trên cái nền tảng của lòng tự trọng nhau á thì tình bạn đó nó kéo dài cả một đời người tình cảm gia đình cũng đặt trên cái nền tảng này thì nó làm thành một cái sự hài hòa hạnh phúc cho đời sống lứa đôi và một tu sĩ cái nền tự trọng tức là cái tâm tàn quý có mặt đó, thì người phật tử tín đồ họ không có ngại ngần họ không có cảm thấy là sợ sợ những người tu còn không thì thưa Đại chúng rằng thấy người tu từ xa Và đã xa lánh rồi tại vì gây cái thiệt thòi làm cho họ mất mát hoặc là làm cho họ chán ghét cho nên thế tôn dùng cái ví dụ là như ông lấy một chút mật thôi không làm tổn hại sắc và hương và chỉ lấy một chút mặt bay đi thôi và nó lấy trên nhiều bông hoa chứ không phải một bông hoa nghe và tỳ kheo biết tự trọng như thế này thì chắc chắn rằng là sẽ không làm cho bất cứ một người cư sĩ phật tử nào chán ghét họ cả chớ nhìn chỗ phi pháp hãy tự quán niệm thân có chánh niệm cùng không như mảnh ruộng nước bùn gần bên con đường lớn trong ấy qua sen mọc thơm ngát đẹp với người cái phần này đó là phần tu tập của một tỳ kheo tăng. Ôm bán đi các thực. Không phải là cái việc đi vào xóm để tăng thêm thị phi. Là việc cực chẳng đã nghe. Đời sống người tu tiếp xúc với người cư sĩ là việc cực chẳng đã. Do vì trách nhiệm của mình giúp cho người ta giải quyết những cái buồn dẫn bất an. Giúp cho người ta tăng trưởng tính tâm giúp cho người ta để người ta có thể hiểu được đạo lý tu chứ không phải mình phát sáng tới người cư sĩ Phật tử để kiếm lợi lạc để kiếm đời sống vật chất dư giả hoặc là để kiếm một cái chút ấm cúng gì trong đời sống tu tập đang thiếu thốn tình cảm không do vậy cho nên nên nhớ rằng là đừng bao giờ ghé mắt vào những việc không phải là việc của tỳ kheo tăng đang nhìn vào đừng bao giờ nghe những việc thị phi của người cư sĩ một người tối thiểu có được văn hóa đời thường thưa các vị họ có được Có đôi mắt nhìn rất là đẹp đẽ không có nhìn vào cái chỗ vụng về sai sót của người khác mọi người thật sự là chính nhân đó họ không bao giờ nghe lén việc của ai thậm chí là nếu có lỡ nghe Nói một vài câu thì họ cũng đánh tiếng Để cho người kia biết rằng Có người lạ bên ngoài, đừng nói thêm nữa Đây là cái người có được Cái lòng tự trọng là một Có được cái nhân cách cư xử đời là hai Do vậy cho nên Chớ nhìn chỗ phi pháp Nó hàm nhiều nghĩa nơi đây Không nhìn vào cái chỗ gây cho người ta Cái sự mắc cỡ đúng túng Không nhìn vào Những nơi chỗ nó tăng trưởng ác pháp Tăng trưởng sự thèm khát Trong đời sống người tu nhìn vào của tiền vân vân thưa các vị đều là những điều không nên nghe những điều nó làm tăng trưởng ác pháp cũng không nên đọc những điều tăng trưởng ô uế nơi tâm cũng không nên tức là thức ăn đưa vào miệng thì nó có hạn chế nhất định no rồi thôi thế nhưng mà một loại thức ăn nó làm tổn hại đời sống người tu rất lớn nên là đưa vào mắt đưa vào tai đưa vào cái đầu suy nghĩ của ta ba loại đường dẫn này nó làm quỷ hoại đời sống người tu vô cùng là nghiêm trọng thế nhưng ba đường dẫn này mình khéo vận dụng thì mình có thể đưa vào mắt mình đưa vào tai mình đưa vào tâm trí của mình những cái điều nó nuôi dưỡng pháp lành những điều nó làm thăng qua đời sống nó có thể làm cho trí tuệ dâng lên thế cho nên ta nên nhớ rằng cái chỗ phi pháp đó là tăng trưởng ác pháp tăng trưởng dục lậu tăng trưởng thị phi tăng trưởng những cái điều làm cho tâm bồ đề ta bị teo tóp thì chúng ta đừng bao giờ ghé mắt ghé tai và đừng bao giờ gá ý nghĩ mình vào đó nơi nào làm tăng trưởng pháp lành tăng trưởng sự thông tuệ nuôi dưỡng được tâm bồ đề thì nơi đó là nơi ta có quyền tham cứu có quyền nghĩ suy có quyền học hỏi có quyền đọc hãy tự quán niệm thân có chánh niệm cũng không cái điều này nó rất là rộng nghe mình tiếp xúc với một người tiếp xúc với một cảnh trí tiếp xúc với một lời nói vân vân các vị nên tự quán chiếu rằng là những điều này nó có liên hệ đến pháp lành không nuôi dưỡng người ta không đó là ý thứ nhất ý thứ hai quán niệm thân là chi Kỳ thực nếu người đi vào công phu thiền tập thì không có phút giây nào không trú tâm trong thiền tập quán niệm thân cả. Thực ra thì không có phút giây nào gọi là phút giây nhàm chán, phút giây trống trải. Tại vì anh có quyền ngồi ngoài phi trường, có quyền đợi bến đợi xe để đi, có quyền ngồi chơi một mình, có quyền ngồi trước bao nhiêu người đang ôm sòm nói chuyện thị phi thế nhưng ta có quyền an trú trong cái trạng thái tâm đang quan sát tâm ta hoặc quan sát hơi thở ta, quan sát thân ta. cho nên nếu người biết tận dụng thì giờ như thế này để tu tập. điều thứ nhất, đây là người thông tuệ. điều thứ hai, người này không phí phạm một phút, phút giây nào trên cuộc đời cả. điều thứ ba là mỗi một ngày sống giữa nhân gian người này đạt đến cái sự giải thoát nhất định còn nếu không sử dụng cái gì như thế này chúng ta chỉ có làm một việc đó là chúng ta sống để chờ chết mà thôi từng ngày từng ngày đi qua không tìm lại được và từng ngày từng ngày đi qua có khi ác pháp nó lại đầy tâm có khi phiền não quá khứ chưa gột mà phiền não mới nó lại quân tập vào rất là tội nghiệp đời sống chúng ta nghe như mảnh ruộng nước bùn gần bên con đường lớn trong ấy hoa sen mọc thơm ngát để biến người câu này nhìn rất là nhiều cái tầng nghĩa để chúng ta giải thích tầng nghĩa thứ nhất cũng cùng một cảnh trí như vậy cùng một điều kiện gia đình như vậy thế nhưng nếu người trí họ thông tuệ họ biết sắp xếp đời sống thì ngay trong đời sống bình thường eo xèo như vậy khó khăn như vậy họ có thể nuôi được bản thân họ hạnh phúc người thân họ có niềm vui con em họ trưởng thành trong môi trường như vậy nhưng mà nó sẽ vươn đến trời cao một cái điều gần hơn nữa là trong một hình hài như nhau có thể hình hài tôi nó tật bệnh hình hài tôi nó xấu hơn các vị hình hài tôi nó không có hoàn thiện nó già nó lụm cụm thế nhưng mà nếu tôi khéo nuôi dưỡng mình bằng pháp lành nuôi dưỡng mình bằng công trình tu tập giống như cái mảnh ruộng nó uế nó hồi hám thế nhưng mà tôi khéo gieo vào tâm thức tôi cái hàng mầm chánh pháp cùng với sự tu tập nó nuôi dưỡng được sự thông tuệ từ ngày thế thì trên cái mảnh ruộng có xấu xa như hình ảnh này như đời sống chung quanh này thế nhưng mà nó mọc lên một đó sen rất là tinh khiết đó là phước lành của tôi trí tuệ của tôi năng lực giải thoát của tôi Cuối cùng một cái tầng dễ nhận ra nữa là thế này, chúng ta đều là những mảnh ruộng nước bùng, hôi hám, ô uế cả. Không hình hài nào không ô uế không hình hài nào không vô thường sinh diệt. Thế nhưng nếu thông minh thì ngay trong hình hài sinh diệt này, các vị làm được điều tuyệt vời là các vị làm cho năng lực tâm linh của các vị vương đến chiều cao. Liễu ngộ được ngay nơi này sinh diệt là cái tâm bất sinh bất diệt của cá vị là thể phật như như bất động của cá vị sống với điều này được gọi là cái tầng cao nhất của cái mảnh ruộng rất là bùng hôi hám ô uế nhưng lên một đo sen ngang. cuối cùng người ta sẽ nhìn thấy đó sen mà không thấy cái sự ô uế mảnh ruộng đâu tại vì hương sen nó thơm ngát và nó rất là đẹp đẽ, nó hiến tặng cho những người đi qua đi về cũng như vậy. Ngàn bậc thánh có vàng giữa nhân gian, không phải là hiện xuống nơi trần thế này bằng cái hình hài bằng kim cương, hay là vàng gì cả, bình thường như chúng ta. Thế nhưng họ đủ thông tuệ, vẫn dũng cái hình hài ưu quế của họ, xấu xa của họ làm thành một đóa hoa giác ngộ nở ra bên trong, hiến tặng được đời sống họ cho nhân gian này. Thế cho nên trên con đường lớn người lại qua. Nếu anh khéo thì anh trở thành một đói sen giữa mảnh ruộng bùn dơ. Có thể hiến tặng được cái điều tuyệt vời cho con người đó là hương sen thơm ngát. Nếu anh không làm được điều này. Mảnh ruộng anh nó cứ như vậy, hôi hám như vậy, ô uế như vậy. Và cuối cùng thưa các vị đó là mảnh ruộng bị bỏ qua. Cũng như vậy nghe hình hài của con người ta đều giống như nhau, ô uế như nhau, tạm bỡ như nhau và bị suy hoại không khác gì nhau cả thế nhưng mà tùy mức độ thông tuệ của từng người ta vận dụng nó trong đời sống ta như thế nào thì các vị làm thành tựu được sự nghiệp giác ngộ của các vị ở mức độ ấy thế cho nên chúng ta có một cái đại ý là thế này đó là phẩm hạnh phải có của một đệ tử như lai khi sống trong cuộc đời cái chữ này mình dùng có dụng ý nghe Tức là chi Không phân biệt Đệ tử xuất gia hay tại gia chi cả Các vị là đệ tử Phật Các vị có quyền làm điều này Các vị nâng cao đời sống các vị lên đến trời Các vị có quyền làm cho thân tâm các vị Tràng này pháp lành các vị có quyền cống hiến cho nhân gian này cái gì thơm tho đẹp đẽ nhất còn không như thế này thì các vị uổng mang tên là đệ tử như lai uổng mang tên là người học phật uổng mang tên là đệ tử tại gia xuất gia chi thì các vị được không quan trọng đến với chánh pháp học phải làm điều này không cứ gì phải là người xuất gia đó nghe đây là bài thứ tư ví như hôm qua xong phần giải thích Thế là cái vấn đề đầu tiên đó là hãy trung thực nhìn lại đời sống của chúng ta. Vấn đề thứ nhất. Mình chia ra làm hai cái nhìn về đời sống nha. Cái nhìn đầu tiên trên cái nền tảng của các bậc giác ngộ tặng cho chúng ta. Cái điều này tùy cái trình độ học hỏi là một, tri thức là hai, tri kiến đời sống dâng lên đến cái chiều kích nào ta hiểu đời sống theo cái chiều kích tâm thức chúng ta như thế ấy đầu tiên cái nhìn mà chúng ta có thể nhận ra từ đức phật đó là ta vay mượn á mình tạm nêu ra ba vấn đề để cống hiến cho các vị thứ nhất cái nhìn của các bậc minh triết tức là cái nhìn của các bậc giác ngộ có sắc thái chung đó là đầu tiên các ngài quan niệm rằng mỗi đời sống của sinh dân trên mặt đại địa này nó không có gì nhiều nhận hơn cái chuyện là vai mượn mọi thứ để tồn tại và đợi chờ cái ngài để hoàn tất lại mọi thứ mà cái vị vai mượn thôi không có chuyện chi là ghê gớm cả quan niệm đời sống như thế này cho nên họ sẽ làm được điều thứ hai đó là họ sống xứng đáng từng ngày cho chính họ và cho những liên hệ họ có mặt giữa nhân gian này và khi hiểu được hai điều này một cách tỏ tường thì họ biết rằng đời sống này nó là một kiếp sống để thăng qua chứ không phải là để làm cái gì khác ngoài cái việc là thăng qua đời sống tri thức thăng qua tình cảm thăng qua đời sống tâm linh làm cho một kiếp sống phàm nhân nó tràn đầy pháp lành nuôi dưỡng để thăng qua đạt đến địa vị giác ngộ của các bậc bồ tát các bậc đạo sư các vị như lai đây là cái nhìn của các bậc minh triết nhìn về đời sống như thế này khi chúng ta có được cái nhìn này từ nền tảng học Phật các vị sẽ cảm thấy rằng đời sống mình rất nhẹ nghe này của này tiền này ân này tình này mọi thứ thưa các vị chẳng qua đó là các vị vay mượn của nhân gian này cuối cùng không đem theo được thứ chi cả này cửa này nhà này của này tiền này tình cảm chiếu mến ràng buộc giữa mình và con cái giữa mình và bố mẹ giữa mình và bằng hữu giữa mình với mọi thứ vân vân thưa các vị đều trả lại hết ra đi một mình vào cõi mịt mù thôi hiểu điều này rồi đời sống người ta dễ đạt đến cái mức độ đó là chê sống vì người sống bớt vị kỷ sống bớt làm khổ đau nhau sống một ngày đã một ngày biết thưởng thức niềm vui chính ta biết di dưỡng đời sống và biết làm cho mình sống giữa nhân gian này một ngày xứng đáng một ngày không có chôn mình trong cái chuyện buồn giận ghét thương càng không để ác pháp nó tràn ngập tâm thức nghe họ hiểu điều này rồi thì cái đời sống họ phải như vậy thôi họ làm hết việc cần phải làm đối với bao nhiêu người nhưng mà họ không quên làm cái công việc vô cùng quan trọng là làm cho chính họ sự nghiệp giác ngộ của họ là quan trọng nhất sống được với tâm thiện lành của họ là quan trọng nhất họ không có vì cái chuyện hy sinh một cây kim bé nhỏ và lặn xuống nước để chết với cây kim bé nhỏ hàm nghĩa rằng không vì một chút vật chất phù du không vì một chút buồn nhẫn ghét thương không vì một chút sĩ diện hảo không vì một chút bị nó khích bác mà người ta hờn dẫn bất an họ biết quay về nương tựa nơi phật của chính họ pháp chính họ và nương tựa với sự hài hòa trong đời sống để họ có được sự bình an hạnh phúc từ ngày từ ngày và thông minh hơn nữa họ làm cho họ tràn đầy pháp lành tràn đầy phúc lạc từng sang na một họ có mặt giữa nhân gian này họ không cần nhiều nghe họ tu được họ ăn lạc được hạnh phúc được giàu có tự vi được thì thưa đại chúng rằng là người xung quanh tự nhiên là thừa hưởng được cái điều vô cùng tuyệt vời nơi chính họ. Và cái điều tối quan trọng là khi họ đi vô công trình học giáo pháp, hiểu rằng đời sống nào nó cũng đến và đi như mộng mị, rất phù du, chống vánh đi ngang qua rất nhanh. Và mỗi đời sống nó chỉ có giá trị khi anh biết rằng đời sống này là cái bước đẹp để từ đó anh thăng qua đời sống cao hơn nuôi tri thức là một nuôi pháp lành là hai nuôi tâm giải thoát là ba gắn bó đời sống mình với công trình tu tập tâm và để làm một việc rất tự nhiên đó là đến thì có thể do mờ mịt trong vô minh không làm chủ được mình thế nhưng đi họ có quyền làm chủ được cái chuyện ra đi của họ họ muốn làm được điều này không đơn giản nghe từng phút gây một tu cho nó đàng hoàng từng phút giây một sống cho nó đàng hoàng đừng đợi tới lúc chết rồi cho dù các vị bỏ hết tài sản mời một ngàn hai ngàn thầy tới tụng kinh thì cũng bằng thừa không có giúp ích gì được cho cái chuyện quyết định về chuyện ra đi của các vị về cảnh giới nào đâu cho mất công đây là sự thông minh nhất định khi người ta biết rằng đời sống này ta hãy làm một việc tuyệt vời đó là hãy coi như mỗi đời sống là một cơ hội để mình làm thăng qua đời sống tâm linh của mình và nên nhớ rằng đời sống tâm linh thăng qua được cùng không nó đặt nền tảng nên phước lành ta tạo đặt nền tảng đi tri thức của ta học Phật đặt nền tảng trên căn vô tu tập của ta nghe không có chuyện đời sống tâm thức Các bị thăng qua thiếu ba nền tảng này phước lành không có không làm thì đời sống tu mình thăng qua Trí tuệ không có Không làm đời sống tu thăng hoa Tâm từ bi không có Không thể làm cho đời sống tu thăng hoa Và cũng không làm cho nền tảng phước Của các vị vững vàng Để có thể một đời này tu bình an Đây là Ba quan niệm Từ nền tảng học Phật Có một cái nhìn như các bậc thầy Như các bậc minh triết Như các đức như lai Dạy cho chúng ta con đường tu tập Đây là ý thứ nhất Nói cho nhau nghe phần thứ hai phần này quan trọng đây cái nhìn của chúng ta nó cũng tùy vào cấp độ tâm thức cấp độ tâm thức thì nó đòi hỏi rất nhiều cái nền tảng nghe nền tảng giáo dục gia đình nền tảng giáo dục xã hội nền tảng ta tiếp thu và quan trọng nhất là cái nền tảng tâm thức ta thừa hưởng nghiệp quá khứ ta ra đi người ta đến hành tinh này ta mang theo một của cải nó làm thành nền tảng để ta nhận thức nền tảng để ta tiến bộ nền tảng người ta giàu có nghe cái từ nền tảng này nó giống như cái từ mà chúng ta từng học ngang qua trong cái mùa dịch bệnh đó tức là chi? bệnh nền <laughs> cái từ bệnh nền này nó chính xác lắm nghe nó là loại nền tảng và cái nhìn chúng ta nó lệ thuộc hẳn vào những điều như vậy thế này mình chia ra nhiều tầng để các vị có thể nhận diện đời sống chính mình nha điều đầu tiên đó là đời sống là một cơ hội thứ hai đời sống nó là sự lựa chọn thứ ba đời sống nó là quà tặng thứ tư đời sống là những điều kiện các vị nhìn bốn điều này thì các vị đánh giá tự thân mình thôi thế rồi mình đi vô tiền phần thế nào đời sống là một cơ hội điều này dường như chúng ta có một thói quen ha đến mỹ là một cơ hội <laughs> tại vì đây là cơ hội để làm giàu cơ hội kiếm tiền cơ hội để hưởng thụ thế nhưng cái chuyện vô cùng quan trọng đó là bạn có được cái nền tảng như thế nào để đời sống nó trở thành cơ hội cũng không phải là cơ hội nếu cái tâm của ta nó đặt vấn đề là phải hưởng thụ vật chất phải thủ đắc vật chất phải làm mọi việc để có tiền ngoài những vấn đề này ra ta không còn biết gì nữa cả thế thì cơ hội này có thể nó cũng đến nhưng mà đây là cơ hội để các vị đi xuống cái tầng thấp của nhân cách con người một con người mà chỉ biết cho ta Chỉ biết tiền Chỉ biết tiêu phí cho chính mình Không hề quan tâm đến điều gì khác Thì đây là cơ hội để người đó Càng ngày có thể dùng mọi cách thế làm giàu Nhưng mà không còn là một con người đáng để trọng trên nhân gian Cuối cùng thì nghiệp ác tràn này Cũng làm quan như nhau nghe Nhưng mà có người ta đang quan niệm rằng làm quan Hay là có được chức quyền Đây là một cơ hội Nhưng mà cơ hội này để làm chi? Ban bố ân điển cho thần dân. Mang cái tâm chính trực của mình để đóng góp rất nhiều điều lợi ích cho xã hội. Mang đến sự công bằng cho con người. Thế này cũng là làm quan Thế nhưng mà trên một loại nền tảng văn hóa thế nào đó ta không biết. Quan đó chỉ cần leo lên đến địa vị để có của, có tiền, để hối lộ, để nhũng lạm quyền thế, để làm cho ta giàu, con cái ta giàu, sự nghiệp của ta đời ta có ăn không hết thì đời con của ta cái tự giờ nó cũng dùng hay lắm nha hy sinh đời bố cũng cố đời con nó từ này chúng ta nghe rất quen đây là loại cơ hội đây thế cho nên cái điều mình thưa nó là từ nền tảng nào nó xây dựng nên cái văn hóa nền của anh để anh làm thành cái quan niệm về đời sống nếu văn hóa nền của anh nó được đặt trên cái nền tảng của cơ hội để làm giàu cơ hội để nhũng lãng quyền thế cơ hội để hưởng thụ dục lạc thì đây là một loại người nó có thể được thành công nhất định trong xã hội loài người thế nhưng đây là loại người tồi tệ nhất trong xã hội nhân gian không có cái nền đạo lý đi vô cho nên đời sống này nó là một đời sống của sự ác nghiệp tràn đầy làm khổ mình làm khổ người những con người có quan niệm cơ hội thế này nếu họ là những người lãnh đạo một quốc gia thì thưa các vị tội cho một dân tộc nếu người đó là chú gia đình thì tội cho một gia đình nghe người đó mà đi tu rồi thì làm ô ế luôn đời sống tăng già Hoa lỡ làm trụ trì thì ông trụ trì đó không ra làm sao cả cho nên nên nhớ đừng coi đời sống là một cơ hội hãy coi đời sống là một sự lựa chọn nghe hàm nghĩa là chứ Thưa các vị Đời sống như nhau, vật chất như nhau Của tiền như nhau, tình cảm vàng đã như nhau Nhưng mà cái sự lựa chọn anh là Anh hướng đời sống anh về cái nẻo nào Nẻo đó Mang hạnh phúc cho mình Hạnh phúc cho người hay nẻo đó Là cái nẻo cơ hội, hai điều này Nó tùy vào sự lựa chọn nơi tâm thức của anh Cái này nó quan trọng Và nó liên hệ rất nhiều bạn nghe có một lần mình qua canada mình nghe một đạo hữu nói chuyện mình mới thấy vô cùng kinh ngạc anh nói rằng thầy có biết không chính phủ canada gửi một cái đơn để con điên nhập tịch canada Và sau đó còn nạp đơn rồi thì chính phủ canada gửi một cái giấy biết ơn là tôi rất cảm ơn anh anh ta chọn đất nước canada để thi vào để được làm người dân canada với chúng ta cái văn hóa Việt Nam thì cái người xin vô nước ta ta phải coi họ là người được ân sủng ta ban ơn cho họ họ phải tri ân ta thế nhưng với một đất nước nó có cái văn minh khác người ta nó coi những người chọn đất nước đó để đến làm công nhân đất nước đó là một điều tuyệt vời đây là sự lựa chọn của người đó chọn đất nước đó cho nên nó cảm ơn người đến đất nước đó nghe cái chuyện này hơi lạ Thế nhưng mà từ cái nền văn hóa rất ư là nhỏ nhoi như vậy trong một góc của xã hội người ta có bị nhìn lại coi cái chuyện của chúng ta là trên nền tảng văn hóa là ban ơn đối với người tới xin mọi thứ trên nền tảng văn bản của chính quyền của chúng ta hiện tại cái gì sinh xin hết xin 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 từ đầu tới cuối và người ban phát cho thần dân đó là cái người có quyền quy nhất định cho nên cái văn hóa này nó làm thành rất là nhiều cái điều tiêu cực cho đời sống của chúng ta nghe cho nên xin thưa rằng mình hãy đặt lại vấn đề đời sống là một lựa chọn chứ không phải là sự cơ hội không phải là một cơ hội nó có nền tảng sâu xa từ văn hóa của quốc gia văn hóa của một dân tộc đông phương chứ không phải là ngang cái tầm như chúng ta hiểu đâu nghe nói điều này để các vị có một cái nhìn tư duy rộng hơn về vấn đề chúng ta đang nói và nếu chúng ta quan điểm rằng Đời sống là sự lựa chọn. Ta có quyền làm chi? Thưa các vị, cũng là cơ hội đến đất nước Hoa Kỳ. Cũng là cơ hội để có thể làm giàu. Cũng là cơ hội để có thể lừa gạt và lưu manh. Thế nhưng mà ta có quyền chọn lựa con đường thiện lành. Con đường làm thế nào để có thể vừa sống vừa hoàn tác lại cái nghĩa vụ của một con người có mặt trên hành tinh này không phải cho đất nước nào cả mà cho cái vai trò ta đã vai ta phải trả một con ông thưa các vị nó đến nó lấy một chút mật hoa nó cũng trân quý cành hoa nó không có phá vỡ một con người thực sự lương thiện họ không có làm cái điều là tàn hại môi trường phá hủy đời sống xã hội làm cho một đất nước người ta điêu linh hoặc là đem cái nhân cách vô cùng xấu xa của ta lây lan trong một cộng đồng cư dân rất là thiện lành nghe do vậy cho nên đời sống lựa chọn này thưa các vị nó có được cái nền tảng từ nơi tâm thức thiện lành chứ không đơn thuần là anh có quyền lựa chọn theo cái sở thích của anh nó được giáo dục là một nó được học hỏi là hai và nó được tuyển chọn là ba người đó có đủ trí thông minh người đó có một nền tảng đạo đức người đó có một cái tâm thiện lành, hay gần nhất là người đó là những người tu học Phật pháp. Có pháp lành làm nền tảng, có trí tuệ làm nền tảng, có tâm từ làm nền tảng thì mới nói đến đời sống là một sự lựa chọn được. Bằng không thì chúng ta chỉ là những người sống theo một đời sống cơ hội mà thôi. Hai điều này gần nhau mà nó cách nhau như trời với đất nghe. Nếu coi đời sống là một cơ hội thì có ông kia nó không cần phải lấy chút vậy mà nó nó ngắt cành qua nó vứt đi. Còn nếu coi đời sống là một sự lựa chọn thì nó có quyền trân quý tất cả những cái thứ mà nó họ dụng trên nhân gian. Một chút ân tình nó đền trả. Một chút của tiền người ta nó trân quý. Một chút tấm lòng tốt người ta nó bằng mọi cách nó bồi hoàn. Còn nếu người ta tu tập mà coi đời sống là một cơ hội lợi dụng được ai điều gì cứ lợi dụng thì đây là một loại người vứt đi. Nên nhớ nghe, hai điều này nó làm thành hai nhân cách khác biệt. Thứ ba, đời sống là quà tặng là chi? Đây là người có tu tập, có nội hàm, tu tập nhất định cho nên hắn coi đời sống nó là một quà tặng. Hưởng thụ đời sống từng ngày, hưởng thụ cái chi? Mọi thứ đến với ta đều là một quà tặng. Không gian mênh mông là quà tặng. Không khí thở vào thở ra thanh sạch là quà tặng thức ăn đi vô miệng là một món quà tặng nha chưa nói chi nhiều các vị nhìn vào những con chiên kito trước bữa ăn á này con này cái này bố này mẹ này ông này bà chắp tay trước bàn ăn xin cảm ơn thức ăn này của thượng đế tặng cho con ta thấy dường như điều này hơi phi lý tại sao bỏ tiền ra mua có thức ăn cho thượng đế nào bỏ xuống thế nhưng nếu không có bàn tay của ngàn vạn nhân viên từ hạt mưa cho tới mặt đất cho tới con sâu cho tới con ong đó thủ vấn thế thì làm gì có thức ăn làm gì có cái trái không có công cực khổ người nông dân làm gì có hàng gạo không có người làm bột đâu có làm gì có bột để anh làm bánh mì không có củi trên rừng làm gì có Miếng bánh mì chính nên ăn tất cả ngàn vạn nhân duyên nó hợp lại thành một món ăn. Thế cho nên khi người ta coi đời sống là quà tặng thì ta bắt đầu tri ân vạn hữu. Tri ân người cho ta hình hài. Tri ân người cho ta đời sống tự do. Tri ân người làm con đường cho ta đi. Tri ân người đã làm ra chiếc xe để cho, cho ta tiện dụng. Và Mọi món ta thưởng hôm nay đó là món quà tặng từ thiên nhiên Từ con người, từ bàn tay của hàng hà sa Nhân duyên tạo thành, thế cho nên người ta sống Điều thứ nhất là tri ân Trái tim tri ân có mặt Con người này tự nhiên có cái nền tảng đạo đức Và chắc chắn điều rằng hắn không có tàn phá môi trường Quỷ hoại nhân sinh, hắn không có giết người Hắn không có làm ác Nền tảng này nó mới làm thành cái nền tảng căn bản đi vào con đường tu tập nghe. Do vậy cho nên cái nhìn chúng ta nếu coi là đời sống quà tặng thì chúng ta tương ứng với cái nhìn của những bậc thánh triết. Cuối cùng, đạt đến cái chiều cao gần với cái nhìn của bậc minh triết, đó là chi? Thưa các vị coi đời sống là điều kiện để mình nuôi dưỡng mình trong một kiếp này. Đời sống nào cũng cũng ngắn hạn, đời sống nào cũng đi qua rất nhanh cho nên họ coi rằng đây là cái điều kiện để mình nuôi dưỡng tâm tự của mình thăng qua trí tuệ của mình nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình cho nên mọi việc cái gì là thiện sự thì thò tay vô cái gì ác nghiệp thì không bao giờ đụng vào cái gì là đền ơn đáp nghĩa cho con người thì vô cùng quan tâm cái gì mà lật lọng quỷ hoại phụ ơn và trở thành một người xấu xa tồi tệ thì không bao giờ dính vào những chuyện ấy thế cho nên họ coi đời sống là điều kiện để thăng hoa điều kiện để phát triển điều kiện để thành tựu sự nghiệp giác ngộ nghe đạt đến chiều kích này thì thưa các vị họ phải nương vào chánh pháp như lai nương vào lời dạy của các bậc minh triết và cuối cùng đương vào cái sự phấn đấu không mệt mỏi của cá nhân để vương đời sống mình coi nó là những điều kiện để mình tiến bộ trong đời sống của một phàm nhân đạt đến giá trị của một bậc giác ngộ. Đây là hai cái nhìn của chúng ta. Nếu trung thực nhìn cho đời sống này giống như nhau nghe, tôi cũng như các vị đều có một đời sống như nhau, sinh mạng như nhau, chuỗi thọ mạng dài ngắn tùy vào nghiệp thức ta. Thế nhưng mà làm chủ được đời sống nó còn tùy vào chúng ta đủ thông minh cũng không không đủ thông minh tôi thách anh đó anh có thể là người có quyền chức có thể là người giàu có có thể là người đầy đủ những điều kiện làm thánh nhưng anh mãi là con người không thể vươn cao đời sống lên được anh chỉ là con người tội ác ngập đầu nhân cách thấp thỏi thế nhưng mà nếu là một con người có điều kiện tốt lành tu tập thì dù cho anh ở trong cái hoàn cảnh khó nghèo trong hoàn cảnh đất nước nó đầy những nhiễu nhương thế nhưng anh vẫn hiên ngang lừng lững phát triển từng ngày để thành tựu được một con người cao quý và cuối cùng bỏ hình này này rồi thì thưa các vị người đó chấp cánh bay lên đến trời cao của cái không gian của bậc minh triết tùy vào cái sự lựa chọn của anh cho nên hãy trung thực nhìn đời sống ta đang là gì đang hành xử ra sao đang đi con đường nào cái điều này do tự chúng ta quyết định chứ không ai quyết định thay ta được cả đây là ý thứ nhất hãy trung thực nhìn lại đời sống của chúng ta vấn đề thứ hai đây là hạ tiễn thôi một bài học chia làm làm hai vấn đề thôi đó là hãy là bông hoa mọc trên mảnh ruộng phân dơ trong nguyên văn chữ hán bài kinh này cái từ ở trong đây họ dùng đó là như điền thí thì phải cái chữ này nó hàm nghĩa rằng là phân là ô uế là hôi hám là phân nghe phân người phân dê phân lợn phân bò gì, cũng là phân cả trên một mảnh ruộng đầy ô uế và hôi hám thế nhưng mà anh có quyền làm cho hoa sen mọc lên đó và khi hoa sen mọc lên rồi thì người ta chỉ thấy hoa sen mà không có hề bận tâm gì về cái mảnh ruộng đó nghe từ điều này chúng ta có hai ý nhìn ra trong cái bài học này để chúng ta chia sẻ cho nhau ý thứ nhất đó là bao quanh đời sống ta ý thứ hai bao quanh đời sống ta chúng ta nhìn ra mấy điều nghe thứ nhất là tâm thức chung của xã hội thế rồi các vị nhìn vào những điều mình đang nêu đây cái điều ta đang nói cho nhau nghe là hải là bông hoa mọc trên mảnh ruộng phân dơ hôi hám mà xấu xí bánh ruộng này không phải bên đường lớn mà, mà bánh ruộng đó là đời sống chúng ta ta như một cây sen chưa có bông đâu nó đang bọc trên một cái mảnh ruộng chung anh là phân ô quế hôi hám xấu xa nó hàm nghĩa rằng là trong đời sống bình thường này các vị nhìn vào tâm thức chung xã hội đời người các vị nhận ra điều này nghe. xã hội dường như không hề khuyến khích chúng ta đi vào con đường tu tập. Tại sao? Tại vì tất cả những cái công trình người ta làm nên để tạo thành một cái xã hội vận hành. Thưa các vị, nó đều đặt trên nền tảng của tham, của sân, của si cả. Không hề có xã hội nào không đặt nền tảng trên điều này nghe. Hành tinh con người càng về sau cái tình trạng chiến tranh hoạn họa giết chóc càng ngày càng ghê gớm hơn. Ví dụ như chiến tranh hiện tại các vị nhìn ra đó là cái sự quỷ diệt môi trường vô cùng là ác hiểm nó có khả năng là rải một ngày không biết bao nhiêu ngàn tấn bom mà nói và vinh vào cái chủ nghĩa dân tộc vinh vào cái chủ nghĩa thế nọ thế kia nhưng mà thưa các vị dù chủ nghĩa nào cứ chủ nghĩa nhưng mà cái ác là nền tảng sân si làm nền tảng thù hận làm nền tảng cho nên chung anh ta tâm thức chung xã hội loài người là như vậy nghe xã hội đó là xã hội văn minh xã hội đó là xã hội độc tài đặt nền tảng trên tự do đặt nền tảng trên độc tài chuyên chế chi cũng đều giống nhau cho nên đừng bao giờ tin vào xã hội dắt dẫn chúng ta đi vào con đường tu không hề có xã hội nào là xã hội thiên giới giữa nhân gian này đâu cho nên chung quanh ta ác nghiệp tràn đầy cho nên các vị nhìn về điều này thấy rằng là chung quanh đó là một cái ruộng bùn đầy ác hiểm tại sao Tại tâm thức con người nó là như vậy. Nó có nhiều nền tảng, nền tảng thứ hai đó là nền tảng nghiệp thức của con người có mặt nơi đây, đó là nền tảng của vô minh, của sân si, của tham ái, của dục lậu. Và từ nền tảng tâm thức của cộng đồng chung như vậy cho nên nó hình thành một hành tinh như vậy, dù cho chúng ta cố gắng duy trì thế nào. Thế nhưng mà ngàn bậc thánh có mặt trong một lúc rồi các ngài ra đi thì hành tinh này vẫn chìm ngập trong cái tình trạng loạn lạc chiến tranh hoạn họa quả. người ta bảo nhau rằng hòa bình đó là cái cơ hội nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chiến tranh chiến tranh là cơ hội để chuẩn bị cho tương lai hòa bình cho nên trong khi chiến tranh người ta đã tính đến cái chuyện hậu chiến tranh và sau khi chấm dứt chiến tranh thì họ toàn tính tới cái chuyện gầy dựng ở một nơi đất nước nào đó một cuộc chiến mới chưa bây giờ hành tinh này bình yên đâu nghe Hai điều này đó là từ nền tảng tâm thức chung của một xã hội đung đẩy và cộng với nghiệp thức chung của loài người có mặt nơi đây cho nên nó hình thành cái đặc tính vô cùng ác hiểm của cái sinh hoạt chung quanh đời sống chúng ta. Và chưa bao giờ xã hội chúng ta động loạn như hiện tại nghe. Tại vì những thông tin về cái ác nó lây lan rất nhanh những cái ác họ học đòi từ cái ác của kẻ kia để làm thành cái ác nâng cấp nơi tâm thức của họ ta nhớ rằng ngày xưa vào cái thời kỳ trước 75 đó cái ác con người còn thấp hơn bây giờ rất nhiều thế nhưng bây giờ thì cái ác nó lây lan một đất nước nhỏ bé như đất nước Việt Nam đó từ cực Bắc cho tới cực Nam dường như những cái thế giới của vị thành niên bây giờ có khi nó ác độc hơn rất nhiều so với thế hệ của những người lớn cách đây hai chục năm về trước rồi cách đây hai năm về trước ác hơn cách đây hai năm về trước nữa cứ mỗi thập kỷ cái ác con người nó càng ngày càng tăng cao hai điều này nó có mặt nó tự nền tảng của một lực đẩy thầm lặng của pháp hữu vi thôi xin thưa rằng cái hiện tượng dễ nhận ra nhất là chúng ta có mặt giữa nhân gian này chúng ta bị thúc đẩy bởi sự sinh lão bệnh tử bởi các pháp hữu vi pháp hữu vi nói một cách hình tượng dễ hiểu là nó là lực hút của trọng trường này cho nên không có một sinh vật nào rơi ra khỏi hành tinh hết muốn rời được hành tinh này vượt ngoại tầng không gian người ta phải tốn rất nhiều công sức nghiên cứu những cái loại phi thuyền và có một loại nhiên liệu cực kỳ tốt đẩy chiếc phi thuyền mới vượt ngoài xuống hút của hành tinh nghe trong khi đó hành tinh không cho phép bất cứ sinh vật nào sinh ra trên mặt đất mà rơi khỏi hành tinh hết cũng như vậy quy luật của pháp sinh diệt hữu vi của nghiệp thức con người không hề muốn như con người vượt ra ngoài cái vòng thúc đẩy kéo họ đi vô trong cái vòng của sinh diệt của mất còn của quay lăn trong ba cõi sáu đường cho nên với cái nghiệp lực chung của cộng đồng loài người không ai khuyến khích các vị tu tập vượt ra ngoài cái vòng xoáy của ba cõi sáu đường đâu cái lực hút ba cõi sáu đường nó hình thành nên mọi pháp hữu vi phải sinh và diệt phải cuộn tròn trong cái vòng quay lương hồi như vậy rồi các vị nhìn trong một cái phạm vi nhỏ thôi các vị mà làm ác như bao nhiêu người làm ác vô cùng dễ dàng mà người ta chấp nhận cá vị tại vì các vị cùng đi một con đường với người ta thế là các vị đi ngược lại không muốn làm như vậy các vị đi ngược thế thì mọi người đều căm ghét cá vị ganh tị với cá vị điều này rất là dễ dàng và vô cùng dễ hiểu nha cùng đi một chiến thuyền cùng xuôi dòng chảy sinh tử như nhau thì người ta rất hả hê có tên nào nó cùng cùng nó không đi theo dòng chảy tử sinh nó lỗi ngược thì mọi người đều muốn kéo nó đi theo thế cho nên cái lực thầm lặng pháp hữu vi thưa các vị nó luôn kéo mọi sinh dân đi theo cái con đường sinh diệt và nhận chìm trong ba cõi sáu đường cái từ trong kinh văn gọi nó là cái lực của ma vương nghe nhưng mà ma vương không có là chi cả lực đó đích thực là lực thầm lặng của chu kỳ pháp hữu vi vận hành pháp sinh diệt nó luôn muốn các vị đi theo cái dòng chảy sinh diệt như vậy thôi và Phật thì gọi nó là ma vương Nhưng mà đích thực nó là cái quy lực Thầm lặng của Pháp Hữu Vi Trong tất cả mọi vật thể Trong tất cả mọi đời sống con người Trong tất cả cái Tâm sinh diệt của các vị Buồn vui của các vị Nó là quy lực của Pháp Hữu Vi Nghĩ suy của các vị sinh và diệt Tâm thức các vị luôn chạy đông chạy tay Nó là quy lực Pháp Hữu Vi muốn như vậy Các vị cưỡng chế là Các vị khống chế Các vị không muốn trôi theo dòng chảy cho nên chúng ta đi vào pháp hành đó là chúng ta trở thành người quan sát mọi sinh diệt thì chúng ta đang lần lần đi ngược về cái dòng giải của pháp hữu vi để đạt đến cái đầu nguồn của pháp vô sinh diệt là như vậy. Cuối cùng bao quanh đời sống ta bên ngoài thế nhưng mà bao quanh đời sống của các vị nó còn là hình hài này nữa nghe hình hài này buồn vui này, nghĩ suy này đó là một loại ô uế như bệnh ruộng đầy phân luôn muốn cho chúng ta bị nhận chìm trong cái tình trạng tối tâm như vậy khốn khổ như vậy nổi chìm sinh diệt như vậy cho nên chỉ có một đường duy nhất đi vào con đường học pháp như lai thấu ngộ được tâm liễu đạt được cái năng lực tâm bất động đang có mặt nơi này này bắt đầu hiểu điều này là các vị mới làm cho cái hoa sen vô sinh bất diệt của các vị mọc lên trên cái vùng thân tâm ô uế thân tâm đại nghiệp chướng thân tâm sinh diệt phàm này nuôi được năng lực này các vị đang nuôi được cái đó hoa mọc trên mảnh ruộng đầy ô uế để một ngày nào đó nó tỏ hương là chi thành đạt được sự nghiệp giác ngộ thì mới là bông hoa tỏ hương nghe đây là điều thứ nhất nhìn bao quanh đời sống ta nó không hàm nghĩa rằng là xã hội gia đình người thân mà nó còn là hình hài này buồn vui này nghĩ suy này nó cũng là một loại ao bùn đang bao quanh đời sống của các vị. Thế nhưng ao bùn đó hình này, này, đó là cái ao bùng làm thành cái chê. Khéo thì nó làm thành cái phân bón, làm thành cái điều kiện để cho các vị nuôi được cái tâm giác ngộ của các vị. Tâm giác ngộ là cái chê. Thưa đại chúng là quy chiếu là pháp tu tập thì các vị đích thật là người đang quan sát được những sinh diệt bất còn thì các vị trú trong pháp bất diệt. Bây giờ các vị đang thầm lặng nuôi qua sen giác ngộ nở ra trong tâm thức các vị. Đây là vấn đề thứ nhất. Nhận diện tất cả những bao quanh đời sống ta. Nó đều có chung một nguyên tắc. Là nó muốn lôi ta. Nhận chìm ta. Quỷ hoại ta. Chỉ có một con đường thoát. Đó là các vị khéo nuôi được năng lực tâm giác ngộ của các vị. Nó là biểu tượng hoa sen. Năng lực tâm ấy. Đích thực là cái con đường thiền tập các vị an trú trong cái trạng thái tâm luôn quan sát dòng sinh diệt thì chỉ có điều này mới có cơ may thay đổi đời sống mình mà thôi phần b vấn đề ta nói về thay đổi đời sống chính mình xin thưa rằng cái chuyện đổi thay đời sống chính mình đó các vị chỉ có mỗi một cái quyền quy tạm thời thôi nghe tại sao nó rất mong manh nó dễ gãy dễ tôi xuôi dễ biến mất tại sao vậy thưa các vị hình hài này các vị đâu có quyền quy chi đâu có nói nhiều đâu nó ưng già nó già nó ưng gãy giữa chừng nó gãy nó ưng chết nó chết nha ta chỉ có quyền quy trong giai đoạn rất ngắn đó là lúc nó còn khỏe thế rồi ta cũng có quyền quy rất ngắn đối với cái dòng nghiệp thức buồn vui hận nhẫn của ta nha quyền quy này nó tạm thời có mà khi các vị có tu tập còn nếu không có tu tập thì cái quyền quy các vị biến mất các vị trở thành nỗi buồn niềm vui ưu tư phiền muộn và cứ cuồn cuộn chảy theo cái dòng nghiệp lực thôi quyền quy có mà tạm thời khi các vị thấm được giáo pháp như lai các vị có quyền quan sát được cái dòng nghĩ suy của các vị đang cuộn cuộn thế nhưng mà điều này nó không lâu bền được tại sao lực tu rất ư là mong manh do vậy cho nên quan sát được dòng nghiệp lực thì ít mà tôi tôi nói thì nhiều khác có những trường hợp những người già rất là tội nghiệp là họ cũng biết pháp hành trì thế nhưng mà họ không có khả năng khống chế được tâm thức họ trống rỗng trống trải cô đơn họ rất cần cái chi thưa các vị rất là cần cái lực đẩy rất mạnh để có thể nuôi dưỡng được năng lực tâm trú trong pháp hành trì nghe cái từ mình dùng là trú trong pháp hành trì không có hàm nghĩa rằng cái gì nhiều nhẫn cả hàm nghĩa rất dễ và rất ư là giản dị đó là các vị luôn làm người quan sát tâm của các vị luôn làm người quan sát những buồn vui của các vị luôn làm người quan sát thân của các vị là đang trú trong pháp vô sinh để hành trì đó và làm được điều này nó đòi hỏi một cái lực dụng vô cùng lớn đó là cái niềm đam mê cái lực dụng thứ hai rất quan trọng đó là cái sợ chết của các vị. Tại vì sớm muộn người ta cũng chết. Càng già càng sợ chết nghe. Khi người ta sợ chết bao nhiêu thì người ta cố gắng làm chủ đời sống mình bấy nhiêu. Thế cho nên yếu tố đầu tiên muốn thay đổi chính mình nên nhớ rằng ta chỉ có quyền quy rất ít. Tạm thời ngắn thôi. Phải làm thế nào kéo dài cho được cái quyền quy này. Bằng không thì thưa các vị sẽ tới một lúc nào đó. Các vị muốn mà không làm được đâu nghe ngay bây giờ còn ra lệnh tay tôi đưa lên để xuống sẽ tới một lúc ra lệnh nó không nghe lời đâu ngay bây giờ còn có khả năng là buồn vui hận nhẫn đang cuồng cuộn đi ngang tôi có thể lui về nhìn nó đang xin đang diệt thế nhưng mà sẽ có một lúc nó đến nó đi nó xin nó diệt nó cuồng cuộn nó nhận chìm ta ta không có cơ duyên để có thể lui về trú trong pháp hành trì nhìn nó đi và đến sẽ tới một lúc ý nghĩ này nó cuồn cuộn như ông vợ tổ và ta không có khả năng bắt được không khả năng nhìn nữa không tách nó được khỏi ta nếu bây giờ mình chưa làm được điều này thì trong tương lai khi giây phút cận tử đến thì các vị không thể làm được gì ngoài cái chuyện là buông mình trôi theo dòng nghiệp nghe ngay bây giờ làm được việc rằng tối ngày chăm bẩm sống được với cái tâm luôn quan sát thì mới có cơ may trong tương lai đại hạn tới tức là cái chết tới các vị mới nhìn được đây là nỗi đau của thân mà ta phải tôi đau đây là những xúc cảm bất an đây những lo âu phiền muộn nó tới nó trôi mất hút và hư vô cuối cùng các vị mới an trú được trong cái trạng thái tâm bất diệt tức là thế niết bàn tịch tỉnh của các vị còn không như vậy thì ta trôi vào dòng chảy tử sinh và chắc chắn rằng là, là, nghiệp lành thì sinh lên cảnh giới cao nghiệp dừa dừa, sinh lại làm người nghiệp thấp rớt xuống dưới chuyện chắc ăn là như vậy cho nên nếu hiểu được điều này rồi các vị sẽ nhận ra rằng là muốn thay đổi đời sống chính mình thì ngay cái quyền quy tạm thời này ta phải làm cho mình càng ngày càng đây làm cho mình càng ngày càng có chủ quyền hơn và dù cho làm mọi việc giữa nhân gian này thế nhưng mà ta luôn dành thì giờ cho một việc này để nuôi dưỡng mình còn không thì mình đông đưa theo tháng ngày cuối cùng mất biến mà hư vô đây là phần B của vấn đề nói cho nhau nghe để các vị cố gắng làm chủ đời sống chính mình chúng ta đi đến một cái phần thứ ba nữa nói cho nhau nghe đó là từ chủ quyền tạm thời phần C của vấn đề xin thưa rằng sự tu tập chúng ta không có làm gì nhiều hơn điều này đâu nghe. Các vị làm chủ quyền tạm thời. Rồi dần dần các vị làm chủ nhân trọn vẹn. Có quyền quy nhất định với đời sống mình thôi. Và tất cả cái quy trình của xã hội nó vận hành đều như vậy nghe. Đầu tiên họ làm chủ quyền tạm thời trên một đất nước. Sau đó họ củng cố quyền lực của họ. Rồi sau đó họ bằng mọi cách duy trì cái quyền lực của họ đang có Do nên cuối cùng họ có thể làm chủ được một đất nước. Từ điều này chúng ta nhìn lại cũng như vậy nghe. Hình hài này, buồn vui này, nghĩ suy này. Ngay bây giờ các vị vẫn là những người tạm có chủ quyền trong một phút giây rất ngắn thôi. Còn ngoài ra thì các vị đều mất chủ quyền hoàn toàn. Thế rồi để làm được một việc có chủ quyền hoàn toàn trên mảnh đất thân tâm này, mảnh đất buồn vui này, không có gì tuyệt vời bằng ta phải tập làm điều này làm đi làm về làm tới làm lui làm xuôi làm ngực đừng vì cái chuyện lỡ quên đừng vì cái chuyện trần gian này nó có nhiều điều quyến rũ rồi ta biến mất mình trong những cái chuyện hướng ngoại vọng động ngược xuôi ngang người thực sự có niềm đam mê tu học người thực sự sợ chết người thực sự sợ luân hồi người thực sự sợ khổ đau thì thưa các vị họ biết làm điều này một cách thông minh thôi. Còn nếu họ không đủ gan, tức là nói một cách khác là họ đủ liều mạng đó. Họ cứ ném đời sống họ vào cái chuyện buồn vui hờn giận Và có chuyện nghiệp thức quay tròn để họ luân hồi, thực kệ họ, những người đó mình nói không được đâu. Thế nhưng mà người có một chút thông tuệ họ thương đời sống họ thì họ có thể cố gắng làm chủ họ trong từng phút giây cho nên không có gì hay bằng tập tành từ từ nhé cái bước đường chúng ta là tập cái tập này nó đi liền với sự học hỏi tập là một học hỏi là hai và luôn nhìn lại tức là luôn phản vấn có ba điều để các vị dần dần làm được chủ quyền trên mảnh đất thân tâm của các vị. Đầu tiên thưa đại chúng rằng là chúng ta đều như nhau, đều có một tập khí phàm phu. Thứ hai nữa là chúng ta đều có một cái tâm thức tham sân si. Có một cái nền tảng nghiệp thức của ái vân vân thưa các vị không ai thiếu điều này và xin lại nhân gian đâu nghe. Cho nên chúng ta bắt đầu tập tành bỏ bớt những cái lượng thượng làm cho đời sống này càng ngày càng nhẹ đối với những cái vướng biếu chung quanh làm cho đời sống càng ngày càng thăng hoa đối với một tâm thức càng ngày càng hướng thượng hướng thiện làm cho đời sống càng ngày càng đầy phước lành ta có thể tạo nó bằng cách là các vị giải lòng từ bằng phương pháp tu các vị có thể giúp đỡ người bằng cái điều kiện vật chất các vị cũng có thể làm cho trí tuệ các vị thăng hoa từng ngày đối với công trình học Phật Pháp các vị nuôi dưỡng mình bằng những dòng pháp Nó nuôi dưỡng được tâm bồ đề nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ nó làm cho các vị thăng qua tri thức hiểu biết về phật pháp những điều này nó không phải cái ào nó đến với ta nó không phải là một cái món quà tự nhiên nó rớt vào nhà mà nó là cái sự quân tập từng ngày học tập từng ngày mình thông minh sử dụng thì giờ từng ngày để nuôi dưỡng mình thì đây được gọi là tập nghe thứ hai học hỏi là gì? ngay nơi sự thất bại của tâm ta lúc tu đó là sự học hỏi ví dụ như mình muốn một ngày yên bình để tu thế nhưng mà sắp xếp đâu đấy hoàn thiện rồi sáng ra có một gì có xảy ra nó kéo mình ra khỏi cái điều mình mơ ước là một ngày nay đóng cửa nhà lại đi tu và tới chừng qua một ngày trôi mất và hư vô nhìn lại ủa những việc mình đối phó những việc mình tùy thuận thiên hạ đó dường như là những việc tầm phào không giúp được người chẳng giúp được mình mà vì cái tội lăng xăng là một nghe thứ hai là vì cái tội không có được lực dụng mạnh để quyết lòng cắt bớt những nhân duyên an trú luân pháp để tu cái tội thứ ba thưa các vị là tâm ta nó còn rất là trao đảo phù động tâm ta nó hướng ngoại ngược xuôi tâm ta nó thích bằng hữu bạn bè tâm ta nó còn ham vui và những sự sao động này cho nên cuối cùng mình nghiệm lại rằng mình đã thất bại một ngày đúng ra một ngày đó ngày tu thế nhưng mà thất bại cho nên học hỏi học hỏi với chính mình học hỏi với những điều kiện bên ngoài con người ta tới một lúc tuổi nào đó Tức là tới một cái tuổi nào đó không có ai mà đè cổ ta để dạy hoài đâu mà ta phải tự mình học hỏi khi quan sát người bên cạnh, quan sát tâm thức ta, quan sát những cái vụng về ta đã phạm phải, quan sát những con đường mình đã đi ngang qua và rất nhiều phí phạm đời sống. Phí phạm thì giờ, phí phạm công sức, phí phạm của tiền, Hãy quan sát những điều đó bằng cái tâm tỉnh tại của người biết tu tập nên loại trừ bớt. Đây là cái cách các vị vừa học với những điều bên ngoài, học với tự thân, học với những điều thất bại. Các vị tự củng cố đời mình. Điều thứ ba, tối thiểu thì một buổi tối ta nên có một cái phản vấn là ngày nay ta đã làm gì? Ta có tu tập được không? Thì giờ ta có sử dụng một cách phí phạm không? Ta có làm cho người gần gũi ta buồn phiền bất an không ta có làm cho ác pháp trong ta tâm ta sinh trưởng không và nếu các vị nhìn ra rằng ngày nay thuần một ngày đầu tư đời mình cho công trình tu tập ngày nay một ngày làm đầy tâm thức của mình với pháp lành với trí tuệ với tâm từ thì các vị biết rằng mình đã sử dụng một đời sống mình xứng đáng mình đã làm cho cái mảnh ruộng này Nơi cái hình hài sinh diện này Nó đang dần dần bốc lên Và qua sen bất sinh bất diệt rồi Còn nếu các vị chưa làm điều này Thì tôi hy vọng rằng là Các vị sẽ có cơ hội Nhìn lại mình phản vấn Để ngày hôm sau khá hơn Làm thế nào mỗi ngày tu Mình nhận diện về mình khá hơn nha Đừng để cho một ngày tu Trôi qua trong phí phạm Đừng để một ngày tu tới một tuổi nào đó Cảm thấy gì như trống vắng tuổi già cô đơn cảm thấy sợ sệt cái nỗi trống trải tìm người để tâm sự để lấp đầy đọc những thông tin vớ vẩn để cho tâm thức mình nó có việc làm thưa các vị đây là một loại phí phạm của trời một cách vô tội vạ nên nhớ rằng ngày tháng đi qua không tìm lại được một ngày yên bình không dễ đâu nghe các vị lỡ sinh ra trong cái vùng Palestine thì các vị thấy rằng là bom đạn đi đùng rơi từ ngày không có một ngày nào bình yên. Các vị lỡ sinh ra trong cái vùng Duran, các vị cũng cảm nhận được điều này. Ai là người Việt đã từng đi ngang qua cái dòng chảy của chiến tranh hoạn họa quả? Nghĩ đến điều này các vị phải rùng mình kinh sợ nghe. Cho nên có một ngày bình yên đừng để phí phạm, đừng để nó trôi qua trong lãng phí. Và nếu các vị biết thương mình, từ cái chủ quyền rất tạm thời ngay bây giờ do năng lượng tu mong manh các vị làm cho cái chủ quyền của các vị đối với hình hài này. Đối với buồn vui này, đối với nghĩ suy này càng ngày càng đầy càng dày. Càng ngày càng viên bản thì chủ quyền trọn vẹn về tay lúc bây giờ các vị mới có khả năng làm chủ nhân vĩnh viễn đời sống mình quyết định cho mình cái chuyện là ưng chết thì ra đi nhẹ nhàng ứng sinh về cảnh giới nào sinh còn bằng không thì thưa các vị ta mất một đời này rồi không mơ ước được trong tương lai có được điều kiện tuyệt vời thế này để tu tập đây là ba nét ta bàn về cái chuyện là hãy là bông hoa sinh ra trên cái mảnh ruộng xấu xí hôi hám này đừng để cho cái mảnh ruộng này nó muốn đời là mảnh ruộng hôi hám xấu xí người đi qua đi về bụng mũi không dám lại gần hãy nhớ cuối cùng chúng ta có một kết luận ở đây mình có hai câu nữa đây tặng cho đại chúng thôi. câu thứ nhất của kết luận bài này đó là là đệ tử như lai hãy sống và mang đến an lạc cho người đương thời như bản chất của sự sống đã hiến tặng cho bạn câu thứ hai tùy vào quan niệm sống của ta ra làm sao thì ta đến và đi trên hành tinh này như một kẻ tội đồ hay là một người cứu tinh cho con người quanh môi trường ta sống thế rồi mình giải thích cái điều này để cho đại chúng nắm được ý của mình nghe điều đầu tiên mình dùng cái từ là đệ tử như lai có hà nghĩa rất rộng nghe người đến học chánh pháp của như lai đó là người cư sĩ đó là người xuất gia đó là người không cư sĩ không xuất gia nhưng chỉ cảm tình với đạo phật học giáo lý đạo phật thôi thì nên nhớ rằng đời sống này đã hào phóng vô cùng cho anh tức là này mặt trời phóng năng lượng xuống hành tinh này đâu có hề đòi anh trả tiền đâu tất cả điều kiện anh sống còn trên một xã hội dù xã hội đó là sao gì tôi không biết nhưng mà thưa các vị điều tạo mọi cái điều kiện thuận lợi để cho anh tồn tại này ngọn rau này cành cây này lá cỏ và tất cả loài động vật giữa hành tinh này thưa các vị họ đều có một cái trách vụ thiên liêng với nhau đó là hiến tặng sự sống cho nhau có điều tùy vào cái mức độ quan niệm đời sống ra làm sao mà người ta coi đời sống này đó là cơ hội để người ta thủ đắc hay đời sống này đó là một đời sống đẹp để hiến tặng lại làm quà tặng cho nhân gian cái điều này nó tùy vào quan niệm sống của từng người. Thế nhưng là một người có học văn pháp, thì anh phải biết một điều rằng là anh đã thọ nhận quá nhiều từ thiên nhiên, từ môi trường, từ người bên cạnh, từ bạn hữu, bạn bè, từ bố mẹ tặng cho hình hài cho nên anh sống thế nào cho đẹp, cho lành hoàn tác lại những món ân tình anh đã thỏa nhẫn nghe anh sống như thế này không phải là thiệt thòi mà đó là một sự hoàn tác tất nhiên anh phải làm điều thứ hai một người lương thiện mà làm như vậy Một người lương thiện biết rằng mọi của cả giữa trần gian này dù ta có đổ mồ hôi để có thế nhưng mà nó không phải là của riêng ta cho nên giàu đến một mức độ nào đó thì người ta biết cái cách trang trải bớt những điều kiện người ta có nói vậy không phải là đợi đến làm tỷ phú đâu nghe ai cũng có khả năng chia sẻ những điều kiện vật chất của mình đến người và nếu các bạn làm như vậy thì điều thứ nhất là đây là sự hoàn tác công bằng nhưng không có chi mà gây gớm nơi đây cả điều thứ hai tạo phước điện cho mình điều thứ ba tạo thành nét đẹp đẽ phước điện cho người chung quanh ta không là người quá ư là gian lận quá ư là vô lương tâm không biết đền đáp cái món nợ ân tình của mình đã thọ nhận với nhân gian ngay cái điều này đã biểu hiện một tâm thức lành làm nền tảng để tiến bộ trên con đường tu tập rồi người nào sống một đời sống quá ích kỷ đây là một loại người tội đồ giữa nhân gian cho nên nên nhớ điều này thưa các vị ta hãy làm một điều như điều Phật dạy mọi phước lành mọi nền tảng đặt bước chân trên con đường tâm linh nó đều đặt trên cái nền tảng vô cùng quan trọng đó là từ bố thí cúng dường kính phật trọng tăng cái nền tảng nó vô cùng đơn giản không đi vô nền tảng này không phát triển được đời sống tu thứ hai tùy quan niệm sống của ta ra làm sao thì ta đến và đi trên hành tinh này như một kẻ tội đồ hay là một cứu tinh cho nhân loại thưa các vị điều này nó liên hệ đến rất nhiều mặt thứ nhất đó là có những con người một kiếp sống họ dường như họ đã trải qua hàng xa kiếp cho nên không cần học hỏi nhiều tự nhiên họ cảm thấy rằng là sự sống là một sự trang hòa chia sẻ sự sống là niềm tri ân của họ với đất trời đời sống này không phải của riêng họ mà đời sống này của ngàn vạn người cho nên tâm thức họ mênh mông lòng yêu thương của họ tự nhiên nó rộng và họ quan niệm như vậy cho nên đời sống này họ không có làm cả tội đồ đến mà đi một cách vô ơn. Không có gây tổn thương, gây thiệt hại, không có quỷ hoại môi trường sống. Không có làm cho chúng sinh dưới mặt đất, trên hư không. Và trong hơi thở họ bị tổn thương. Gần hơn nữa, họ sống với những người chung quanh họ bằng một sự hiến tặng, bằng một niềm vui. Bằng một món quà vô cùng tuyệt vời chứ không đỡ tàn phá quỷ hoại những người họ tiếp xúc gần gũi nghe cho nên họ là cứu tinh cho người gần nhất đó là gia đình của họ con em của họ bố mẹ của họ xa hơn phước họ lớn họ trở thành một người làm được việc cho cộng đồng xã hội thì họ càng là cứu tinh cho cộng đồng lớn nghe cho nên quan niệm đời sống này nó là vấn đề vô cùng quan trọng các vị quán chiếu sẽ thấy rằng cái hình thành quan niệm đời sống của ta nó có từ nền tảng của phước lành của nghiệp thức ta mang theo. Có khi nghiệp thức ta nó quá giàu cho nên trong đời sống mà nó tràn đầy những cái độc ác, điểu giả, gian manh. Ta cũng cứ lừng lửng đi tới bằng một cái quan niệm đời sống vô cùng lành thiện. Á. Thế nhưng mà nếu cái nền tảng của ta nó không vững á, luyện mình vào cái môi trường ác hại thâm hiểm điêu hoa xảo trá văn manh thì chúng ta không để hà chi cái chuyện tiếp nhận tất cả cái dòng văn hóa xã hội đó làm thành cái tính cách của ta thế thì tính cách này trở thành tội đồ của bản thân ta của người thân ta của gia đình và xã hội ta nghe cho nên thưa các vị cái cần củng cố là cái quan niệm đời sống của các vị ra làm sao làm thành phước điền cho các vị hoặc làm thành cái kẻ tội đồ có mặt trên hành tinh này điều này nó đưa đến cái pháp hành trì và sự tu tập học phật pháp của ta đó là những điều mình gói nó trong những cái câu này cống hiến cho các vị